còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó rồi bạn cứ làm lỗi, xin lỗi, làm lỗi, xin lỗi hoài vậy. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á, thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết, mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng là em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó rồi bạn cứ làm lỗi, xin lỗi, làm lỗi, xin lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không, vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, cười không mà. Rồi thì vậy cũng được.